Dạ vâng, em Hà xin kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư nhé. Và hôm nay em Hà tiếp tục mang đến cho quý anh chị một lô đất sầu riêng, cà phê và trồng với lại mắc ca nữa quý anh chị. Lô đất của chúng ta thì thuộc huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Từ đây mà về thành phố Pleiku thì nó rơi vào khoảng 18 đến 20 cây số quý anh chị. Đây là ông chủ này, đấy, ông chủ đang làm này. Đây cà phê thì được 1.000 cây cà phê ghép giống Thiện Trường và 90 cây mắc ca quý anh chị nhé, khoảng 90 cây mắc ca và 150 cây sầu riêng. Đấy, khoảng 100 cây thì đang thu, còn lại 50 cây thì nhỏ nhỏ như thế này. Ngoài ra thì bán thì gia chủ tặng lại cho quý anh chị nó khoảng 300 cái trụ tiêu bê tông như thế này quý anh chị nhé. Tổng diện tích là 1 hectare quý anh chị, 1 hectare. Đây là mắc ca này. Mắc ca này trồng được bao nhiêu năm rồi anh? Mắc ca trồng được bao nhiêu năm rồi? Ba bốn năm à? Anh sầu riêng thì sầu riêng Thái này. Vâng, khoảng 90 cây. Tưới là tưới điện 3 pha. Giếng đào bao hết nước đúng không anh? Dạ. Yeah. Đây là có cái đường ống chính này chôn này. Tưới đến đâu là mở đến đấy. Đấy, nó có khoảng 100 cây thì đang cho ra bông như thế này. Dạ. Đấy, khoảng 100 cây quý anh chị nhé, 100 cây. Đấy, sầu riêng Thái quý anh chị này, sầu riêng Thái thì theo như em thấy thì cái kỹ thuật của gia chủ thì cũng chưa có được tốt quý anh chị nhé. Quý anh chị mua về thì chúng ta có kỹ thuật hơn thì chúng ta làm cái vườn sầu riêng nó đạt sản lượng hơn quý anh chị. Đấy, đây là cây thì được khoảng năm thứ bảy rồi quý anh chị này, năm thứ bảy rồi nhé. Và thế đất là hơi có một độ chèn nhẹ về phía này thôi quý anh chị này, phía cuối đất này thôi. Đất của chúng ta là như một hình chữ nhật luôn quý anh chị nhé. Đấy, chất đất đây quý anh chị, đất đỏ ba gian cực kỳ đẹp, gia chủ đang tưới nước. Đấy, cà phê ghép giống Thiện Trường. Năm ngoái là thu được khoảng 4 tấn nhân. Năm ngoái là thu được 4 tấn nhân cà phê đúng không anh? 4 tấn rưỡi nhân à? Nguyên một cái vườn này là 4 tấn rưỡi nhân cà phê. Cà phê rất là đạt nhé, cà phê ghép giống Thiện Trường. Đấy, khoảng 1.000 cây. Thì sầu riêng thì quý anh chị như cái cây này, quý anh chị về phải phục hồi và nuôi tán này quý anh chị này. Đó. Còn 100 cây thì 100 cây thì năm nay cho thu như thế này quý anh chị. Đấy. Cũng có đây, lá đây quý anh chị nhé. Cũng có một số loại bệnh như thế này quý anh chị này. Đấy. Quý anh chị biết kỹ thuật thì chúng ta về chúng ta chăm sóc lại nhé. Nói chung là gia chủ cũng nhiều cái vườn quá nên là không có làm nổi nên cần bán quý anh chị. Và cái vị trí sản phẩm lô đất này thì quý anh chị di chuyển ra quốc lộ 19 nhá. Quốc lộ 19 nó chỉ khoảng 600m thôi quý anh chị. 600m là quý anh chị ra đến quốc lộ 19 thì đứng đây thì có thể nhìn thấy xe chạy này. Đây, em sẽ quay cho quý anh chị chúng ta cùng xem. Đây ạ, ngay đầu khu dân cư đây là quốc lộ 19 này quý anh chị này. Đấy, khu dân cư ở cũng rất là đông như thế này quý anh chị nhé. Đường là ô tô vào được tận nơi. Ra quốc lộ 19 nó chỉ 600m thôi quý anh chị nhé. Tiện ích đầy đủ hết. Ra đến đầu đường quốc lộ 19 là tiện ích đầy đủ hết quý anh chị nhé. Vị trí cũng khá là đẹp. Sầu riêng này thì đang sầu nhị đây quý anh chị. Đó. Đấy, ra trái như thế này rồi quý anh chị này. Đây là cái thân của nó nhé. Và về phần giá bán thì em Hòa cũng xin chia sẻ trên phần mô tả video nhé. Thì em Hòa sẽ thương lượng với chủ nhà cái giá tốt nhất để quý anh chị mua được cái giá nó hợp lý. Cái vườn này chúng ta về chúng ta còn phải làm lại cái vườn sầu riêng nữa. Và cà phê thì cũng rất là đẹp rồi. Cái vị trí cực kỳ là đẹp, gần quốc lộ 19 với chị nhé.
Đây một cái giếng đào các anh chị, một cái giếng đào và đường điện 3 pha. Đấy, một cái giếng đào bao hết nước. Đấy, đường điện 3 pha này. Cà phê cũng khá là đẹp quý chị. Cà phê ghép giống thị trường nhé. Đấy, quý anh chị tưới đến đâu thì sẽ có cái đường ống chính như thế này, nối ra một đoạn. Đấy, tưới từ trên này, tưới hết bên trên lại kéo xuống bên dưới. Đó, một hình chữ nhật thì làm cũng rất là đơn giản, rất là nhàn. Không phải kéo ống, không phải tốn cái công kéo ống nữa quý anh chị nhé. Hoặc là quý anh chị bắn bếp, tới một bếp thì cũng rất là nhàn quý anh chị. Chúng ta lắp bếp. Trên này thì sẽ có một cái căn nhà bằng tôn quý anh chị nhé. Căn nhà rẫy thôi. Để đến mùa tưới tắm thì gia chủ ở đây. Còn hết việc thì lại về nhà. Trên này thì có một cái nhà gọi là gọi như là che nắng che mưa này quý anh chị này. Đấy, cũng đang sinh hoạt ở đây. Đó, một căn nhà. Bếp núc đầy đủ quý anh chị nhé. Một căn nhà dãy thôi quý anh chị. Đấy, và quý anh chị nào chúng tôi quan tâm đến mẫu sản phẩm lô đất này thì liên hệ cho em Hoàng với số điện thoại em đã ghi trên màn hình và kết bạn Zalo em gửi đầy đủ thông tin để quý anh chị chúng ta cùng nắm rõ hơn về cái lô đất này. Và em Hòa sẽ dẫn quý anh chị đến tận nơi xem thực tế và gặp trực tiếp gia chủ nhé. Em Hòa cũng xin kết thúc video tại đây. Quý anh chị đang xem kênh thì đừng quên cho em Hòa xin một nút like, một đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta nhận về video sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất chúng em ạ.